Howard Miller với mã số model là 610808, thuộc dòng The Claymont Grandfather Clock. Và chiếc đồng hồ này với kích thước khá là đồ sộ, với chiều cao là 2m22, bề ngang là 68,5cm, bề dày là 41cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ sổ cho mình bộ máy chính hãng Howard Miller 3 lỗ, hoạt động máy lắc chạy tuần lên dây, sổ cho mình là 12 gông, 12 búa, 3 bài nhạc. Và đặc biệt thì chiếc đồng hồ này sẽ sở hữu cho mình là 3 chế độ tắt ăn, bao giờ là Silent, Night Off và Chiếc Ke. Vì đây là một chiếc đồng hồ tủ đứng cao cấp của hãng Howard Miller, sẽ sở hữu cho mình là 3 chế độ tắt âm. Và chiếc đồng hồ này, nếu các bác mua ở các trang mạng bán hàng như là eBay, hãng quốc tế, thì chiếc đồng hồ tủ này sẽ rơi